Alo, ok, quay trở lại đây. Ờ. Nè, thấy cái bàn phím lâu vãi. À, thằng bàn phím không nghe lỗi đéo hiểu bàn có nếu bằng cái bàn phím kỹ thuật cái bàn phím thường tôi mua 200.000 này mẹ dùng tắt nè bao lâu rồi vứt xó không này thỉnh thoảng à, tôi dùng nếu mà lỗi thì cái bàn phím kia đi bảo hành 2 lần rồi đấy mẹ bàn phím cơ thì đi bảo hành 2 lần rồi bàn phím này, thường bàn phím vớ vẩn này đi mẹ trả tiền này thì dùng mãi nó thấy hỏng. Bây giờ mình phải chế một cái máy ấy các bạn. Đấy, bây giờ mình phải chế một cái máy máy gì nhỉ? Máy máy chế à máy chế tạo, máy in cấp to, máy in cấp 2. Cái máy in này của mình là máy cấp 1 thôi, nó chưa chế được nhiều đồ. Bây giờ mình phải chế một cái máy in cấp 2. Máy in cấp 2. Như mà đây éo phải xếp game. Xếp Xếp mà. game đâu ấy. Xếp game rồi mà. Được rồi. Tôi cứ hiện thấy xếp game rồi đấy. Tôi ấn vào nó không xét. Cái đấy là cái gì nhỉ? Cái này là cái gì? Cái này là chamber là chế tạo này. Pinler. Cái máy gì? Đây là medium pinler này. Thế là máy chế tạo chắc là phải là flat pinler đúng không? Ok, đây mình đang có nhiều combo mà cứ chế một cái đi, đằng nào cũng phải chế. Đây, small pinner mình phải chế, cái small pinner đó. Cái này cái gì nhỉ? Để biết, cái mẹ này. Ôi trời hồn. Cái cục pin nó vừa để ở đây, ông nào ông mang đi đâu rồi? Làm nào để xoay cái này lên hướng khác nhỉ? Lạ nhỉ. Cái gì? Như là vào đây cho tôi éo xếp được game. Hình như một mình tôi xếp rồi, tôi là hot tôi xếp rồi. Không còn xếp. Nãy bị đít game ra vào lại thì sao? Không thấy xếp. Thế có mất đồ không? Đồ vẫn ở trên người. Thế sợ đéo đi. Tưởng nó mất đồ mới sợ chứ. Xem cái này có thể chế được cái gì. Medium strong. Medium platform. Làm cái medium platform đi. Này xong rồi này. Tiến tiếp đi. Để tôi phải làm như nào để mình chế được cái năng lượng gió các bạn. Chứ không bây giờ không có năng lượng gió là chết đấy. Năng lượng mặt trời thì có phải trời sáng mới có cơ. Mình phải chế được cái năng lượng gió mà bây giờ không biết chế kiểu gì. Tôi có mấy cái đéo gì này. Mình cái này hình như mình cái rất là to rồi. Cái năng lượng gió mình ghi chỉ ở O2 này thôi. Medium cái này 3.700 cái này còn có tung stand nếu hiểu tung stand là cái đéo mình biết à đây u 3.700 cơ hiệp ạ u 2.500 ạ mình chưa đủ đủ cấp ạ bây giờ mình chỉ chế được cái cỡ nhỏ thôi cái năng lượng gió cỡ nhỏ này rồi lấy một cái đi với cả năng lượng mặt trời cỡ nhỏ này. Ok. À, cái này để tạo năng lượng cho mình này. Đâu? Cái đang đeo trên lưng này. Đâu? Cái này là gì? Cái năng lượng từ cái. À, cái đấy là cái năng lượng thôi, cái đấy vớ vẩn mà. Từ organic ra đấy. Từ organic nhưng mà cái năng lượng cho mình cần gì đâu? Cái đấy là cái tạo năng lượng từ organic. Bây giờ tôi phải chế một cái máy năng lượng mặt trời với cả năng lượng gió beacon này mát à đây ui nó cần copper không ạ glass ui lòng. Ôi toàn mấy cái đắt tiền thôi ông ơi đéo đủ tiền chế ông ơi khổ quá nó cần copper mới cái thì lấy đâu ra
Ừ, rồi chả biết mình đang chế cái gì nữa. Nhưng mà yếu năng lượng quá hiệp ạ. Bây giờ mình phải làm thế nào để mình kiếm thêm năng lượng thôi. Cái cục pin ông ấy tôi để ở đây đâu rồi? Ông ấy hả? Không. Có một cái cục pin tôi để ở cái máy này mà. Ông ấy thôi. Hiệp ơi là hiệp. Không có cái gì để sạc pin cả. Cái cục pin nó nhỏ đấy. Tôi xem cho tôi không à. Đéo có. Mình bị yếu điện quá. Nên nó chế máy mắc lâu luôn. Cái này thì chưa cần thiết. Vứt mẹ đây. Nếu mình chế nó làm gì khi mà mình nó chưa cần thiết. Ông làm gì đây? Ông chế gì này? Ngồi đấy không được đi đâu. Rack Pinner. Rack Platform. Cái này là cái nó chỉ có mấy cái này thôi, nó không có gì mới mẻ cả. Cái quan trọng bây giờ là năng lượng mình chưa có này. Ngồi đây không được đi đâu. Power cell này, mình cũng cần cái power cell rồi đấy. Hiệp ơi, cái cục pin của tôi đâu rồi? Ông đừng nhảy vào cái ghế nữa, nó xếp. Bây giờ kiếm đâu ra năng lượng nhỉ? Đừng có bê lung tung. Sao để trong này? Cái này là cái mô to tôi chế ra, nhưng mà tôi mới nhớ là không chưa cần dùng cái đấy. Đây là có khi phải dùng năng lượng bằng organic thôi Hiệp ạ. Organic đầy ấy. Ông cắm cái năng lượng vào đây. Cho organic vào đây để nó tạo năng lượng. Ông cắm cái trên lưng ông vào đấy. Đấy. Cái trên lưng ông ấy. Cắm ở đâu? Cắm ở cái bàn này. Cắm ở cái lỗ này. Nhưng mà trên lưng ông ấy. Đấy, cái đấy cũng được. Cắm ở đấy cũng được. Đấy, nó sẽ tạo năng lượng để cho này nó chế cho nhanh, nó ấy cho nhanh. Xem mình có bao điểm rồi, mình cần nhiều điểm lắm để mình chế thêm đồ, chứ bây giờ thiếu đồ quá, ít đồ quá. Tôi nghĩ có khi phải chế thêm một cái máy chế tạo nữa Hiệp ạ. Tôi nghĩ có khi phải chế thêm một cái máy chế tạo nữa. À, máy nghiên cứu nữa. Cần resin, một cái resin. Resin đây. Mình ít nhất phải hai cái máy chế tạo thì mới ăn thua. Chắc. Ngồi đấy, không được đi đâu. Đúng không? Đấy, nhìn nó nhanh hơn hẳn luôn. Có năng lượng vào cái nó nhanh hơn hẳn. Ở đây có combo đấy. Ngay gần nhà mình có một đống combo này. Nhưng mà giờ mình cũng chưa cần dùng mình lắm. Thôi cứ lấy đi. Tinh này đã từng rất là tươi đẹp, nhưng mà trước khi con mình đặt chân đến, đúng không ạ, mình đặt chân đến cái mình phá tan hoang này. Đây là organic này. Resin này. Hai cái resin. Đi về á.
đồ đồ à? À phun đồ à? Đâu bán chế gì đây? Chế rác phong. Chế quá con đi. Đặt cái máy in. Để đặt cái máy ấy. À bây giờ để xem nào. Bây giờ mình chưa chế được cái này thì mình phải chế cái này đó. Mình chưa chế được cái tạo năng lượng thì mình phải chế cái smart cái này thôi, năng lượng từ cây thôi. Ok, đã có năng lượng từ cây. Cái power cell này cũng cần thiết này. Có khi mình học đến cả cái power cell thôi. Ok. Power cell là pin đấy mà. Power cell, ui thì mẹ nó cần zig. Zig là cái đéo gì. Nối điện à, nối điện. Đấu tới không ạ? Mẹ cha. À đây, đấu rồi à? Cái bật lên thôi. Cho nó nghiên cứu. Hết organic rồi kìa. Để ta lấy organic nha. Tôi vẫn còn em. Tôi đầy organic cỏ đây, organic là cỏ mà. Hành tinh này thì cỏ đầy đống. Tôi nhớ rõ ràng là tôi có một cái pin tôi đặt ở trên cái bàn này mà không biết ai lấy mất của tôi rồi. Ở đây có mấy hai người. Ai lấy được không? Rồi hết cái này nghiên cứu rồi Hiệp ơi. Bây giờ mình đi kiếm thêm rồi Hiệp ạ. Đi hướng này chưa đi vậy? Từ từ tôi để một tôi làm một cái chỗ để organic á. Đến hết mẹ teo thơ thôi. Ủa mẹ cái chỗ này là cái chỗ máy này á. Để hết teo thơ à. Tôi làm được cái này Hiệp ơi. Xuy. Chết đâu. Oh. Em đi nào vậy? Anh nghiên cứu xong thì mình được gì? Nghiên cứu xong mình được điểm thôi. Oxy Ren Winter. Để tôi đặt hết organic cả đấy không? Mà thôi không có để cho nó từ từ chạy cũng được. Chả cần đâu. Để nó bắt organic lại không? Kiếm chỗ nào đặt organic cho nó an toàn. Không mất công phải sau đi tìm khổ lắm. Không có bao nhiêu organic trên rồi, vứt hết lại đi. Theo thơ tôi vẫn còn đi rồi. Đây cái này là cái để mình hút xôi, hút xoay này, hút đất này. Mình hút đất vào xong rồi mình sẽ rồi đi rồi. Đây để làm cái teo thơ á. Đi. Đi hả bạn. Đi tiếp cái đường đúng ấy của mình đi hay là bây giờ mình đi đi đường ngược lại. Đi ngược lại. Đi. Đi sang bên này đi. Tôi nghĩ sang bên này sẽ nhiều quá hay hơn này. Đặt teo thơ.
Đây có một gọt combo này, nhưng mà chưa cần thiết lắm. Resin này mình cứ nhớ thôi, bây giờ mình cần chưa cầm về được nhiều đâu. Ông có lấy ít combo để ông chế trao thơ thì ông chế, nhưng mà đừng lấy hết, mình chưa cầm được nhiều đâu, mình để dành chỗ để mình lấy khác. Đằng này có cái gì vậy Hiệp ơi? Ôi chết mẹ. Đây có một cái xe này. Ôi ngon, pin năng lượng mặt trời Hiệp ơi. Một cái pin năng lượng mặt trời cỡ nhỏ. Mới cả một cái xe hỏng, nếu có gì cả. Toàn hỏng thôi. À mấy cái này mình có scan được này. Hút cái gì đấy? Bé đá thôi, chả có gì đâu. Clay. À clay á? Cái này clay à? Clay nhưng mình cũng cần dùng đấy. Cứ hút đi về đi. Tôi cứ tưởng nó đá thường quá là clay à. Cẩn thận đấy, rơi nhá Hiệp nhá, đừng có đào xuống chân nhau ngã đấy. Rồi đi qua đi. Đi. Ở trên này. Trên cái có một cái nghiên cứu kìa. Để đấy. Chúng quay lại đi sau. Được điên cái núi em nào, cái núi có cái gì đây? Cái này cái gì đây? Ui, cái gì đấy? Được 32 bay thì bạn. Ông ấn vào nó, ông giữ ép. Ông ấn vào nó, ông giữ ép. Đấy, là được được bay đấy. Được điểm nghiên cứu ấy. Ủa cái núi này cao đấy. Mình đi thử đến núi trong có gì không? Ông chỉ ở nó ông ép. Thôi. Cái này bảo không được. Cái này mình không nhập được đây. À đấy, được rồi, ui, ui, gì đấy? Cái này hạt giống à? Để làm gì? À đấy, được rồi. Ui, đéo đi. Cái này hạt giống gì ấy? Chịu, cái ra đi. Hay hạt giống để trồng lại cây. Đấy, tôi lấp lại cho nó mọc lại. Hy vọng nó sẽ mọc lại. Mình đi lên cái núi này đi. Nhớ mày, đi lên núi nha mày. Ủa núi tuyết không ạ? Là theo thơ, theo thơ. Đang hết theo thơ. Ông còn có bô không? À Hiệp, tôi ông mới cầm ấy, ông mới cầm bô không? Ông mới cầm bô đâu, để tôi chế cho. Đấy, đi. Không cần đâu, ông mới cầm ấy. Thử đi núi không có gì.
Ui đỉnh núi cao quá. Ui nhà leo núi ra mẹ này. Đéo hiểu trên này có cái gì nhỉ? Làm cái đường phải thoải đi đâu nữa đây. Leo leo được. Leo theo tôi đấy. Thật nhá. Ấn nhảy. Ai vào Discord? Không hiệp nha, hôm qua với bộ FK thật buồn không? Cái gì đấy? Em đã chạy đi bắt cá. Cái gì cơ? Ông cho cá ăn. Bắt cá? Cho cá là chiến cá. Thí chết. Còn cho tiền em nữa. Ai cho tiền? Ông kia, ông cho ông kia bắt cá giúp. Ngon. Cho tiền cá đầu không? Ông đặt sát thế hiệp. Đặt cao quá chứ. Đi cùng. Cái gì đây? Em đi cầm này, bye bye. Rồi à? Ông hiệp rơi rồi. Hiệp ơi là hiệp. Ông rơi đâu đây? À đây, tưởng ông rơi chết. Tôi tưởng chết. Đi từ từ thôi hiệp ơi. Oxy chưa nổi đấy đâu. Đây đỉnh núi đúng không? Trên này đéo có gì à? Tôi vừa thấy có cái gì ở đây mà, ông nhặt rồi à? Rồi hiệp. Có cái gì đâu. Làm gì có gì. Cái gì ở đây thấy ông đừng yêu tôi. Thôi ra đây ở ngã đấy. Mình lên mé đỉnh núi. Ờ dưới này có cái gì vậy? Ui đi, có mẹ tiếng ngã. Cái gì? À đúng rồi, ờ có pin mặt trời không á? Thôi đi ăn cơm đây. Ờ bye bye. Có mẹ đạp. Từ từ nhá, bây giờ để tôi làm cái đường xuống, làm cái đường xuống á. Làm đường này phải tỉnh tư thôi. Bình tĩnh thôi. Nào mẹ ông đẹp xuống đây. Ôi tôi chết tôi, tôi chết tôi rồi. Mẹ tí thì ngã sắp mặt à. Đừng có đào thẳng xuống. Ủa sao bên này nhìn cái địa hình bên này nó cứ ghê ghê nào kìa bạn. Từ từ ăn để tôi nấu oxy ăn. Không mà chết đấy. Ủa đi cơ mày ạ. Rồi rồi thôi ngay đẹp mày. Sao nhìn bên này nó cứ hoang vu, hoang tàn kiểu gì ấy. Đây là có một cái, ôi một cái pin. Ngon, pin to em ơi, pin xịn. Cái platform này hỏng rồi. Ông cầm nhá, cầm cái đấy nhá, cái đấy còn quan trọng đấy. Để tới combo rồi à? Combo không quan trọng lắm. Đây có cái gì này? Scan được đấy. Combo đã. Đây nhiều combo mà, combo nhà mình cũng đầy mà. Nghe đây là một cái núi đá không ạ? Vấn đề là tí nữa mình quay lại kiểu gì. Mẹ khó điều khiển này nhỉ? À, tôi lấy được cái để nghiên cứu rồi hả bạn? Thôi có khi mình té rồi hả bạn? Bây giờ có một cách là mình đào xuyên con núi rồi mình đi về. Ok không? Đào xuyên con núi rồi hả bạn? Làm một cái đường đi về. Tôi đặt theo rồi.
làm một cái đường thẳng xuyên qua núi, đục núi. Ôi mẹ, nào vẫn còn đúng không? Tôi hết rồi nhá. Tôi không biết là cái đường này có đi về hay không. Ta thấy nó sâu ấy nhỉ. Cảm giác à, đây rồi. Đường ra rồi, đường ra rồi. Đây đâu này? À, nhà mày hướng kia rồi. Mày quá, tôi tưởng không nhìn thấy nhà về thôi. Toàn. Đằng dưới kia có cái gì kìa hả bé? Ôi, đằng này cũng có cái gì này. Ôi, đằng này có một cục pin nữa này. Ông còn oxy không? Còn oxy không? Nối. Cẩn thận ngã thôi. Quay lại đấy, nối oxy ăn, quay lại nối oxy ăn. Nối oxy đi, chế đi. Ấn Q lên, chế cái oxy đi. Chế thêm đi. Rồi. Rồi, nhặt cái pin, nhặt pin. Ông nhặt pin, ông đi theo, ông đặt theo rồi thôi. Để tôi đi tìm đường. Đây là đấy có một cục pin nữa này. Thôi đi mẹ. Từ nha. Rơi mẹ xuống. Từ từ áo. Có cái gì đây? Không lấy cốc của tôi. Ok. Lấy thêm cục pin nữa rồi. Đặt theo thôi đấy, đặt theo thôi. Ok. Để đi xuống núi thôi. Xong này. Đặt theo thơ. Ô, what? Cái gì đấy? Sao lại ngắt? Tôi chết tôi rồi. Ngắt ở đâu đây? Đừng bảo rồi hai đứa chết nhảm đây nhá. Ừ, không biết. À đây ngắt ở trong này, ngắt trong này. Ủa, mày quá. Tí thì chết tại rồi. Ôi. Máy là quay lại tìm được chỗ ngắt chứ không là ngắt ở xa. Chắc là chết cả lũ. Tí chết rồi, tôi đi về rồi. Nguy hiểm quá. Đặt đi. Dương ơi, cái đời thoải thoải cứ đi xuống thôi. Đừng cẩn thận. Ông đi rơi cái này. Thôi coi để tôi cầm nhá. Ok. Đi thôi, bây giờ đi về nhà thôi hiệp ạ. À đi. Ôi, dưới kia, hiệp ơi. Alo. Hả? Dưới kia có cái pin gió hay sao kìa. Năng lượng gió. Xuống lấy. Cái đấy quan trọng lắm ấy. Ôi. May ông hiểu nghe tranh thủ đào tiếng combo không phải nhấu đồ combo đi về. Đấy, cầm cái đi. Ôi, còn một cục pin nữa kìa. Lắp cái cục pin này lên lưng hiệp ơi. Lắp cục pin lên lưng không? Ok. Để xem cái xe này còn gì dùng được không? Không, chết rồi. Ok, thôi đi về. Giờ thẳng hướng về nhà thôi. Hướng nào về? Đây, hướng này. Không thấy à? Cứ đi theo tôi thôi. Bao giờ cái dây đứt thì ông có đặt thêm. Và cái dây đứt thì ông đặt thêm. Chứ đặt nhiều phí. Đấy, đứt rồi đấy, đặt thêm. Mở hết rồi nhá. Toàn rồi, hết combo rồi. Ở đâu? Hình như vẫn còn. Còn không? Thử chế đi. Còn không? Ủa mày quá, vẫn còn ít, không mày quá. Đủ đi về. Tiết kiệm thôi nhá. Bây giờ nhá, đi đứt dây ăn đặt. Đi thẳng hướng này là về nhà mình này. Có khi không đủ đâu ấy. Đi thẳng hướng này về nhà mình. Để tôi chạy. Nó sợ không đủ ấy. Ông cứ đi ông nối dây nhá. Tôi chạy đây xem kiểm đến nhà. Đúng hướng không? Đây đúng rồi, gần thôi. Đủ. Ở đây thoải có mái. Oxy không? Thoải mái. Thừa sức về nhà, đặt đi. Thoải mái.
Mình đi qua đây cái mình chạy về cẳng về nhà luôn mà. Hôm nay có khi mình chạy về còn kịp chứ nói hay là mình phải nối. Chẳng qua nối ở về sau lấy đường đi chứ. Đây chạy đây chạy về còn về kịp mà. Thoải mái đây tới oxy ngay đây rồi. Có thêm năng lượng cho nhà rồi. Thơm. Thơm 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 thơm. Là không dùng cái này. Anh lấy hết sạch rồi. Hết rồi thôi không sao, hết rồi thôi giờ không cần nữa rồi. À bây giờ mình đặt một cái có khi phải làm một cái platform để cho cái con năng lượng gió rồi, thơm. Không, làm cái platform nhỏ thôi. Nó khoan ở máy nào? Đây máy nhỏ này, Smart Printer này. Đây để tôi làm nhá. Medium. Đây medium resin, cần phải có resin. À vứt mấy cái clay vào đây. Sau này con dùng. Cái này không biết làm gì nhỉ? Không phá được. Mất nó dùng làm gì luôn. Đó là một dạng hạt giống thì mình có thể dùng. À mình có thể trồng nó đúng không? Cái này để trồng đúng không? Ôi cái chết mẹ. Mình có thể trồng nó. Mình ấn vào đây để trồng. Ok, trồng không biết nó lên được cái gì nhưng mà cứ trồng. Ok, nhà mình này cũng hòm hòm ấy chứ. Thôi đâu. Phải form xong rồi à? Đây. Mở rộng nhà nó phía này đi. Đưa cái năng lượng mặt trời đây. Cái năng lượng mặt trời đâu? Rồi đặt cái năng lượng mặt trời lên cái platform kia. Nối điện vào thành một cái đường gọi là dây điện. Mấy cái này cũng thế. Mấy này đặt ra đây. Đó, nó thành một cái đường gọi là đường dây. Đừng có nhắc cái đấy ra. Đây là đường điện chính đấy. À đúng rồi, mình quên mất không, mình nhạc không cầm mấy cái đồ để mình nghiên cứu về rồi. Thì thế mày về đi kia lấy mấy cái đồ nghiên cứu á. À có cục pin này. Đi các bạn. À cục pin nữa này. Mấy cục pin này mình lắp vào đây này. Đấy, lắp lên đấy, đúng rồi, lắp lên đấy để làm pin. Pin thì lúc mà mình mà kiểu mình đang không có năng lượng ấy thì nó hết theo thơ rồi nha. Cái gì cơ? Hết theo thơ rồi. Hết theo thơ à? À nhưng mà chỗ kia mình có theo thơ sẵn mà. Cái gì thôi. Ở cái chỗ mà mình định cầm về ấy, nhưng mà bảo thơ có vứt tạm đấy. Ngay đầu này. Thôi bảo để tôi đi lấy cho. Ông ở nhà xem ông nghiên cứu xem coi. Không ông đi lấy để tôi ở nhà xem tôi nghiên cứu có cái gì không. Có làm thêm được cái gì không? Hay ho không? Small printer này, hai cái này rồi này, hai cái này, cái này cái gì này? Nếu mà cái này cái gì luôn? Bỏ mẹ cái này nè. Thank you.
nối điện của cái này mà khó khăn vãi lìn. Đâu rồi? À, con này thì mình sẽ lắp cái này lên. Ra chơi đi. Ok, đấy, nó sẽ thu thập được điện mặt trời ít nhưng mà có hiệu quả. Đấy, lắp lên. Bà tôi sẽ nghiên cứu xem là có chế thêm một cái gì không. Bây giờ mình có 1300 bài à, chưa được nhiều lắm. 1 bom này tôi có chế được cái bom mà đấy không. Oxy tanh này. À oxy generator này. Cái này kia fuel shelter. Cái này hình như là năng lượng than thì phải. Nhưng mà bây giờ mình chưa có than. Medium generator. Cái này là pin à? Pin cỡ nhỏ à? À pin cỡ trung. Đây là năng lượng gió này. Nhưng bây giờ mình chưa chế được này. Medium battery này. RTG. Inter. Medium. À, cái gì đấy? À, máy. Có combo không? Combo á? Combo ra ngoài cái đào á. Ngoài cái gói. Mình duy xin. Shoulder. Máy này máy gì? Máy này máy gì nhỉ? À đây là ghế. Cái này là cái gì? Máy khoan này. Dầu thứ đang ngoan vãi. Đây cũng là một cái này. Có ô tô chưa? Chưa. Ô tô làm gì? Giờ mình đã đi chị đâu mà cần ô tô? Tàu vũ trụ đây. Ừ, có tàu vũ trụ nhưng mà giờ mình chưa đi được đâu. Đồ đạc còn chưa có gì. Cái này cái gì nhỉ? À cái nổ. Đúng rồi, nó rung. Bây mình phải chế cái nổ rung, đúng rồi. Cái gì đấy? Không làm cho đéo vậy. À đặt này đây nào. Từ từ ấn, đặt nó xoay ở đây ấn. Đặt xa xa ra này cho nó rộng. Cái này đặt xa hẳn ra ngoài này. Làm nào xoay nhỉ? Xoay cái gì? Xoay cái này này, xoay cái bàn này. Cho nó chiếu chiếc đường khác. Đâu rồi? Nó cái này này. Đừng nối ngay này, không phải về sau nó bị vướng. Cái gì? Bà không nghe à? Ở đây thôi. Ủa cái gì đấy? Tất cả mình tôi đừng chế cái đấy bây. Cái đấy là nhà chính đấy. Bây giờ mình phải chế hai cái này này. Một là cái lò, hai là cái aluminium là cái gì đây? Xoay, cái xoay ấy này. Ok. Mình học bằng. Ok. Nhưng mà bây giờ mình lấy đâu aluminium? Laterite aluminium, bây giờ mình phải tìm aluminium vậy bạn. Tìm về đây là đâu nhỉ? Ok, bây giờ mình cứ chế tạo một cái lò cho. Lò chế ở đâu? Kìa. Giờ mới đừng có đào lung tung. Đéo gì ông đào đây, em đi đây. Mẹ đi thủ thố bây giờ. Đỡ lắp lại. Ồ,
khống chế cái như tôi này thì nó sẽ chứa đất trong người, hiểu không? Nhưng mà thôi. À, bây giờ mình chế cái lò này thì nghỉ. Bây giờ mình chế cái lò là cái này đúng không? Đây cái này. Bây giờ mình cần 2 resin một combo, khá dễ thôi. Resin một combo nhà mình đầy mà. Một combo. Còn combo không? Còn combo không? Không. Chạy ngoài đấy, hình như ngoài này có nhiều á. Đây ngoài này đầy này, resin combo đầy này. Rồi thế thôi. Ông có đào thêm đi, ông đào thêm ông mang về nhà ông cất đi. Lúc cần đỡ phải chạy xa. Tôi về tôi chế nốt cái lò này xong. Được, tiếp nha. Rồi, chế được cái lò rồi. Để organic lắp lên đây cho nó nhiều ấy. Ok, cái gì đây? À, đây dây điện. Cái này là dây đối điện này. Hết mẹ cả cái dây cứu rồi. Mẹ, cái không khí. Thế là cái à, hết cả đồ. Ơ cơ, một cái máy nghiên cứu của nhà mình đâu? Mình nhà mình hai cái mà. À đây, cái đây. Nhà mình có khá nhiều pin nên là không sợ hết. Pin khá là sông xanh. Pin ở nhà mình khá sông xanh. Nên là kể cả nó có là trời tối mình không sợ hết điện nữa. Mình chế được cái này rồi này. Bây giờ mình phải chế một cái platform cho nó. Cần hen xin đúng không? Đây chế platform cho. Platform. Đây, chế một cái platform để đấy, một cái platform to ấy. Nhìn nhà mà cũng ta dám cái trạm nghiên cứu rồi đấy. Là gì rồi đấy? Hơi bừa bộn tí thôi. Hơi bừa bộn tí thôi nhưng cũng chất phết rồi. Này nó khá ổn rồi. Rồi vào save game ạ. Đây tôi đi vào nó hiện chữ saving này. Rồi đặt có mày. Đặt có mày vậy. Mẹ đặt lên thành hai quả núi ấy. Đây đặt đây hả ba? Vào đây. Đâu? Từ từ á. Cái platform này tôi nghĩ nên đặt lui ra một tí. Từ từ nhá, từ từ nhá. Đặt lui ra một tí cho đỡ bị kiểu lỗi á. Nếu đúng là mình chế đồ của cái máy nó bị lệch. Đấy, đặt lui ra góc này rồi. Đấy, nhà mình chế đồ ở đây nó bị lệch tông nhưng mà nó còn nối xa hơn. Mình nối tận ra ngoài này được. Không cần, cái này, cái máy đấy, đây tôi gọt tách nối. Không cần. Chưa cần dùng đến dây điện đâu, về sau mình làm hẳn một cái đường dây điện. Rồi, nhà rồi. Tới mà, cần tí đâu. Đâu cái máy nó không lung đâu, nó lung. Ok, con nó lung rồi. Ok, đây có khi hôm nay nghỉ ở đây thôi.
Hôm nay coi như là cũng là một cái trạm mà trạm không gian khá là ổn ở trên này rồi, một cái trạm gọi là nghiên cứu khá là ổn ở trên này rồi, khá đầy đủ rồi chứ. Hôm sau mình cố gắng mình làm được máy soi là ngon, và gần như là mình có thể làm hết mọi thứ ấy. Giờ nghỉ ở đây thôi.